Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi tối ngày 7 tháng 5 năm 2024. Như chúng ta biết là không phải là trùng hợp hay là ngẫu nhiên hay là mặc định như thế nào đấy mà hôm nay Nga và Việt Nam đều có những cái ngày lễ rất là quan trọng. Bên thì nhậm chức, bên thì kỷ niệm. Nói chung là cũng rất là hoành tráng. Và chúng ta biết rằng là hiện nay Nga đã đưa cái hạm đội đang chuyển dần cái hạm đội tức là Biển Đen các bạn nhé, là về vào Caspian, thì không biết là đi bằng đường nào, chắc là đi bằng đường này đấy các bạn, tức là đang chuyển dần về, tức là có khả năng có thay đổi về mặt chiến lược là cái chỗ Caspian này ấy, có thể là đánh nhau với cái đám vùng vịnh này được các bạn, hoặc là giúp Tehran hay gì đâu, hoặc là tránh cái chỗ mà giáp Ukraine hay không, hay là sắp có đánh lớn gì tại Biển Đen hay không. Thì chúng ta cứ hiểu như vậy thôi. Thì chúng ta xem ở đây nó có cái con sông nào có thể đi vào được. Thì chúng ta thấy là đây là những con sông này có thể đi vào được đấy các bạn. Địa chính trị mà các bạn. Đấy. Cái này là Azov này. Azov này. Đây Azov. Thì Biển Đen là Novorossiysk đây thì chúng ta biết rồi. Đây là các cái cảng này. Rất là nhiều cái cảng ở đây. Kể cả Anapa. Thì Nga sẽ đi qua đây. Đi qua Biển Đen và Azov. Azov tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã nói. Đấy, chúng ta mới đi tìm nữa này. Đấy, đi vào các con đường này, con sông các bạn nhé. Tàu đi vào các con sông lớn này. Các bạn đi xuống đây. Đây nó có nối được không? Đây nó cũng có các bạn. Nhưng mà nếu mà nó cạn quá thì có thể nó phải đi đường kia. Phải đi đường trên, không thì đi đường này cũng được. Đồn. Đây là ra biển rồi, đây ra biển rồi, biển Caspian rồi các bạn, chưa, sông lớn nè, vẫn còn ra đây, đến đây. Đây cũng là sông này các bạn, Reka là sông này. Đấy, và xong. Đi xuống lối này cũng được mà. Chỗ đúng. Chỗ này thì hết rồi. Lối nào vậy? Đấy, biển đây rồi, này. Sao mà hết được. Đây nó cũng có sông này các bạn. Nhỏ, sông này nhỏ quá. Sông này không đi được đâu. Thì bằng cách nào đó là Nga phải đưa cái hạm đội này qua bên này. Còn cái chỗ mà khu vực này thì chắc chắn không đi được rồi. Thế hạm đội trong này thì hóa ra là nó là trong biển kín. Tất nhiên nó cũng rất lớn các bạn. Nó tương đương với cái hắc hải. Tương đương. Thế thì có thể lẽ là Nga phải đi vài sông Volga để xuống thôi. Đây thì sông Volga này xuống. Đây sông này thì sông lớn rồi. Đây là Volga này các bạn. Thế làm thế nào đến sông Volga? Thì chắc qua chỗ này thôi. Chỗ này thôi. Đây chỗ này nó nối các sông lại với nhau này. Đây nó ra sông Volga đây rồi. Từ Volga ra rất gần. Đấy đi cái lối này. Này. Lối này. Rồi. Azov đây rồi, thế thì đi lối đấy đấy các bạn. Đấy, chúng ta bây giờ đi này, Nga sẽ đi theo cái lối này này, cái hạm đội Biển Đen. Chứ bây giờ tàu thủy thì chỉ đi bằng đường thủy thôi chứ. Đấy, từ đây đến cái chỗ này nó gọi là cái gì đây? Semenegarod này. Đi theo đây. Tới đây, tới cái chỗ này to, cái là bắt đầu đi theo đường này. Tới Volgograd. Đấy, Volgograd là bắt đầu sông Volgograd tức là thành phố bên sông Volga đây. Đấy. Sau khi mà nhập được vào tới đây rồi thì coi như ra tới nơi rồi. Thì tàu cứ đi trên sông thôi, đi từ từ thôi, không có gì đâu. Nhập vào sông Volga rồi là chúng ta thấy là sẽ đi ra cái xanh xanh này đấy, ra biển đẹp, biển Caspian. Sở dĩ sao? Tại vì sao? Thì chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Vậy thôi.
Thế là Nga hiện nay là đã quyết định là đưa hạm đội Biển Đen một phần phần lớn về biển Caspian. Thì như thế là có chuyện gì đây rồi? Cái vấn đề thứ hai là biên giới tại Ba Lan hôm nay tối qua rất nhiều xe tăng và xe bọc thép, tôi thấy chủ yếu bọc thép rồi đi qua biên giới rất nhiều. Cái thứ ba là cái vấn đề cái chỗ mà Vladivostok được của Nga này, thì hôm nay đã bắt được một cái lính Mỹ đấy, cũng đang định nổi loạn bạo loạn gì ở cái khu vực này thì đã bị bắt. Vladivostok này các bạn. Tại bang Georgia, gọi là bang Georgia của Mỹ, thì hôm nay có một cái tiêm kích F-22 là coi như hạ cánh bằng bụng, tức là cái nó bị gãy càng các bạn nha. Bang Georgia ở đây thì chúng ta thấy nó ngay cạnh cái bang Florida, đây bang này đây các bên 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 cạnh này là cái bang khác, ở dưới này là Florida, còn bên này là bang nó gọi là bang gì đây, Tennessee, và còn bên này là Nam Carolina, Carolina đây các bạn. Còn phía phía bắc nó là bang Tennessee và bên tay trái nó là bang Mississippi. Thì cái bang này hôm nay có một cái máy bay nó cả bụng xuống. Hiện nay theo Nga nói thì cái này có tin hay không thì tùy thôi, tức là hiện nay đã dừng các cái tuyến tiếp tế ở hậu cần qua cầu Crimea. Cũng có lẽ đúng thôi, bởi vì có giống như là tập sự cái chuyện mà khi mà bị mất cầu Crimea. Nhưng mà nói như vậy ấy, là có nghĩa rằng là gì, có hai ý. Ý thứ nhất đấy là chúng ta đừng có nghĩ là phá cái cầu này là coi như bế tắc đấy. Và cái vấn đề thứ hai ấy, là chúng ta đã có một cái đường đường sắt. Và cái thứ ba nữa, nói như vậy chứ không không được phép là đánh nha. Ta có thể ta cần, ta không cần, ta sử dụng nhiều hay sử dụng ít là một cái chuyện của ta đấy. Nhưng mà nói như vậy mà đánh là cũng cũng là không có được, đánh là biết rồi, thảm khốc rồi, đã nói rồi. Thì chúng ta biết là cái chỗ chỗ khu vực này Nga Nga đã có một cái chỗ này đây các bạn, để nó đã có một cái tuyến đường sắt đi Mariupol đây, xong đến đây cái chỗ này là Berdyansk, sắp tới đây đây là bắt đầu đi qua Dujankoi nằm đây, sau đó là đi xuống Simferopol nằm đây, và sau đó là xuống Sevastopol nằm đây. Đấy. Và đây nó có một cái thành phố với sân bay, còn cái chỗ này thì nó có một cái đường đi qua Crimea, đi qua Tama, đi Krasnodar ở đây. Thì cái chỗ này Tanarok thì nó nằm đây, Rostov trên sông Đông thì nằm đây, còn mình Mariupol thì nằm đây, Berdyansk thì nằm đây, còn đây là Melitopol thì nằm đây, và cái chỗ mà gần đây thì nó gọi là đây là chỗ Tomak thì nó nằm đây, còn Robotyne thì nằm đây. Thì đây nó có cả con đường đi lên đây này các bạn nha, và tất nhiên nó có những con đường nó đi lên cái phía trên cái chỗ đây và lên chỗ Donetsk. Đấy. Lên cái chỗ Donetsk nó có nối các cái đường này với nhau nữa này, tại vì các cái đường này chúng ta biết là Nga cũng rất là hạn chế các cái cầu, rồi tùy trường hợp có những cái cầu thì là phải chịu thôi. Thì nếu mà đánh cầu thì làm qua rất là khó, cho nên chấp nhận đi vòng một chút mà nó đi trên đường bộ, mà khi đường bộ thì chúng ta biết là những tà vẹt, những đường ray các thứ quang quật đấy gần gần đấy là cứ thế là lắp vào là đi rất nhanh, chứ nếu mà cầu thì lại xây mố, xây xây trụ, xây rồi nọ kia rất mệt lắm. Tất nhiên là đi qua qua sông, qua qua biển thì chắc chắn mệt rồi, cho nên hiện nay Nga đã đang tính rồi. Thì còn ngoài ra sau này cái chỗ Dujankoi thì chúng ta biết là có một cái đường nó đi lên phía này để nó qua cầu Antonov đi qua Kherson đấy. Cái chỗ này thì chúng ta biết rồi, đây là Tomac, đấy là những con đường là tôi biết nhá, chứ còn những con đường mang cá hoặc cái gì đó tức là ngang dọc thì tôi không 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 nắm được. Thì chúng ta thấy là Nga phải chủ động. Ngoài ra thì tôi nghĩ là có khả năng là Nga cũng đã làm một cái đường hầm ở dưới này đi qua đây rồi đấy, cho nên cũng cũng nói là nói vậy thôi, không cần cái đường này. Chúng tôi dùng đường sắt nhưng có thể đường ngầm, tại vì Trung Quốc cái công nghệ làm này nó chỉ 6 tháng là xong thôi, chứ từ hồi đó giờ nói tới nói lui thì tôi nghĩ làm xong rồi. Đấy cũng là một câu hỏi các bạn nha. Rồi hiện nay trong cái bản tin sáng tôi chưa nói, tức là Pháp có cử đại diện tham gia lễ nhậm chức của Nga cùng với lại 6 nước EU khác, trong đó thì Anh Mỹ Đức thì không, Anh Mỹ Đức, còn Ukraine và Mỹ thì tẩy chay, nói đây là một cái bầu cử không có dân chủ, đây là một quốc gia không dân chủ và bầu cử là không dân chủ, cho nên không có công nhận cái tính hợp pháp của Putin. Trong khi là mai mốt là đến 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 Ukraine này thì không biết là nói năng sao đây. Chúng ta nói hoài cái chuyện này rồi.
Còn một vấn đề nữa, tức là hiện nay là Nga nói rằng F-16 mà vào đây sẽ nó mang cái bom rất là mạnh của Pháp, và Nga cũng nói rằng F-16 là có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Đấy, cho nên là cái vấn đề hạt nhân của Nga là không chỉ là răn đe nước Anh và các nước khác đang có ý đồ mà có đánh vào lãnh thổ Nga, mà còn có thể là triệt hạ các cái vũ khí kể cả hạt nhân của chính của các nước đó trên Ukraine, chứ không phải hạt nhân là của Nga không. Đấy, cái câu từ của Nga tôi thấy là chuẩn xác lắm các bạn ạ. Hungary thì hiện nay cũng nói rằng là không không có đưa cái quân mà nhập ngũ, tức là quân quân mà người của Ukraine đang trốn ở bên Hungary đưa về. Ba Lan cũng là tuyên bố là không đưa về, mà Slovakia tôi nghĩ cũng giống Hungary thôi. Hiện nay có chỉ có Rumani là đang dung túng chuyện này, và Moldova thì đang dung túng chuyện này. Còn một cái nữa là cái gì, sao nào, hiện nay còn một cái nữa là chúng ta nói thêm vào thôi, tức là cái chỗ mà Rafah thì chính thức là Israel sau nhiều ngày tháng trì hoãn, và sau khi mà vãn hồi cái chuyện mà tức đàm phán ngừng bắn không được, thả con tin không xong, rồi Mỹ là thắt chặt cái viện trợ cho Israel, tức là đóng băng vân vân. Nhưng mà hôm nay thì Netanyahu đã chính thức là phát động một cái gọi là khủng bố đẫm máu vào Rafah. Cái này nó chúng ta giấy bút thế giới sẽ nói rất nhiều về cái vấn đề này. Giờ chúng ta vào mặt trận thì hôm qua thì chúng ta biết là tại Crimea này 50 cái UAV của bên Ukraine đã tấn công trên biển, UAV hải quân đấy các bạn nhé, và tìm kiếm trên biển thì cũng đã hạ được một cái tàu của Nga, một cái tàu theo Nga nói là một cái tàu nhỏ, nhưng mà không biết thế nào mà lại bên kia thì nói là 3 triệu. Thì cái này thì chúng ta thấy là trong các cái này là Nga gần như đã có những cái các cái ngáng nghiếc các thứ rồi, mà không biết tại sao mà nó vào trong này đánh được thì cũng là hơi lạ. Cái Nga nói là cái nhất là cái chỗ cái khu vực này là chúng ta biết rồi, đây này, đây là ngáng rất là nhiều vào trong này, mà sao mà vào lại lại vào trong này được. Mà cái này nó nói là nó không có định định vị theo cái kiểu mà không người lái đâu nhé các bạn nhé, mà nó cứ thế là nó lao vào mà nó lao trúng đấy các bạn, thì nó trúng được một cái mục tiêu thôi, còn một số thì đã bị bắn hạ và một số thì không trúng mục tiêu. Thì có nghĩa rằng là cái tình hình này nó cũng rất là khó khăn cho cái khu vực phía tây của cái biển tây bắc của Biển Đen này. Hiện nay bên Ukraine người ta đang tiếp viện rất là nhiều qua cái khu vực Donbass. Chúng ta thấy là họ đi từ phía chỗ đằng Poltava và Kiev đi xuống, là đi xuống đây. Tôi thấy là nó tiếp viện xuống đây, tức là xuống chỗ Pokrovsk đấy, mà hồi sáng chúng ta nói là đánh bên bên trái sang tây hay là đánh lên bắc đấy, đấy là xuống khu vực đấy là một. Cái thứ hai là tôi thấy chỗ từ chỗ Kryvyi Rih là đang đi xuống cái chỗ chỗ Orykhov, tức là cái chỗ Robotyne. Hiện nay là hai tuyến quân này rất đông. Thế còn tôi lại không thấy ở chỗ khu vực Kharkov hay Sumy thì lại không thấy là có hay không. Hôm nay thì Nga tiếp tục là đánh phá rất ác liệt cái chỗ mà Serada, tức là gần cái chỗ thẳng xuống Kharkov đấy, cái chỗ mà cái hõm vào đấy. Nga đánh rất nhiều đấy, mấy ngày nay thì đánh được rất nhiều cái radar. Và hôm nay thì tôi thấy là đánh trúng một cái xe xe tăng, xe xe bọc thép và xe chở quân. Thì khu vực này thì gần như ngày nào cũng có. Đây chúng ta đi vào cái khu vực này, chúng ta sẽ thấy là Pokrovsk đây các bạn. Pokrovsk, đấy từ trên đó họ đi xuống đây. Một. Đây là cái chỗ mà gần Kucharestine, và một cái nữa là họ đi xuống đây, Zaporizhia và xuống chỗ Orykhov. Orykhov thì nó là gần Robotyne. Còn lúc nãy chúng ta nói là cái chỗ mà Tomak và Meliotopol thì nó có cái tuyến đường sắt đây này các bạn. Đấy, Beridian này. Đi lên Tomac này, Tomac là nối với Melitopol, đi xuống đây là xuống đường ranh côi của Crimea này. Các cái tuyến đường sắt này nó ngang dọc hết các bạn này, ngang dọc hết. Chỗ Melitopol này nó còn đi lên đấy, hôm nãy tôi nói đi lên đây, còn con đường này đi lên là lên Donetsk đây. Đây là có rất nhiều đường các bạn nha. Thì chúng ta thấy từ cái tổng thể đấy thì chúng ta mới nhận định cái vấn đề đó là tốt. Thì hiện nay là cái chỗ mà khu vực này thì tôi thấy không không nói gì đến hết. Đấy. Chỉ có cái chỗ Krasnogorovka không nói gì các bạn nha, chắc giống như lúc sáng. Còn cái chỗ vùng này thì Nga đã lấy ra được rồi. Đấy, hồi sáng thì chúng ta thấy đang giao tranh đây, thì bây giờ Nga bắt đầu nóng giận ra. Thì
cái chỗ cái túi pháo này. Còn cái khu Ocharetina này tôi thấy có vẻ là Nga tiến bộ rất là nhanh. Đấy, chúng ta thấy là cái chỗ này thực tế là Nga lấy rồi này. Chỗ trên này Nga lấy rồi. Nhưng mà cái này nó chưa chưa tô chưa, tức là các cái nhà làm bản đồ nó chưa thống nhất, cho nên chúng ta cứ để lỏng này thôi. Và cái hai là Novopokrovsk và đây là Novosilovka. Đấy thì bốn cái vị trí này thì thực tế cái vị trí này thì cũng đã đang đang xâm thực vào rồi, và cái chỗ mà bên Semnovka này thì Nga cũng đã bắt đầu tiến vào cái số, tức là cái những cái nhà đầu tiên rồi. Còn chủ yếu trên này Nga đánh xuống và phía phía bên này đánh ra sau khi Berdichi đã bị xóa sổ. Thì hôm nay thì tôi thấy là cái Novopokrovka này Nga cũng đã lấy rồi. Nhưng mà tất cả là chúng ta cứ từ từ đó các bạn nhé. Khi nào mà chúng ta tô đỏ hoàn toàn ấy, thì là lúc đấy mới là gọi là giải phóng, chứ thực tế là Nga đang kiểm soát này. Như vậy là cái khu vực này chúng ta sẽ thấy chỉ còn mỗi cái là gọi là Zhaganovka và Novosilovka, có hai cái này nữa là hết. Tất nhiên cái chỗ này đến khi nào ngày mai chúng ta nghe khi nào mà Nga cắm cờ ở đây đã, cắm cờ phất cờ ở đây đã, kể cả cái Sukin này, Sukhon này, thế Nga phất cờ ở đây cả, thì lúc đấy là chúng ta sẽ tô đỏ hoàn toàn. Và như vậy là bốn cái vị trí này, hôm trước tôi nói xong cái bốn vị trí này là Nga sẽ lấy hết toàn bộ vùng động lớn này đấy. Chúng ta nhỏ lại chúng ta sẽ thấy này, một này, hai này, ba bốn này, thì là lúc đấy là Nga sẽ xong hoàn thành nhiệm vụ cái chỗ này. Các bạn thấy không, hôm trước thì tôi nói là sẽ chừa cái này ra đấy, chỉ chủ yếu bốn cái này thôi, thì Nga đang đang làm rất tốt. Cái này xong, cái này thì đang tiến đến, cái này xong xong còn cái này thì chưa tiến đến, nhưng mà là sẽ tiến đến. Nếu mà ba cái này mà đã giải phóng rồi thì cái này tiến đến. Các bạn nhớ các cái từ này, thì sau này một ngày nữa hoặc hai ngày nữa thì tôi nghĩ là cái này cũng phải làm xong. Cái này thì trước 9 tháng 5 thì đơn giản hơn, Krasnogorovka thì tôi nói rồi, cái đấy có thể khó. Còn cha xuất gia có làm được thì làm, chứ còn Krasnogorovka thì chắc chắn là phải sau. Đấy thì hiện nay ba cái này đã gọi như là cá nằm trên thớt rồi, thì còn cái anh chàng này thì chưa. Thì xong anh chàng này là Nga sẽ lấy toàn bộ khu vực này. Nó sẽ rất rộng lớn. Bạn nào nói là bạn sao lấy được có một tí thì các bạn sắp tới các bạn sẽ đón xem chỗ này. Bây giờ chúng ta lên cái khu vực này các bạn nhé. Tôi chỉ trước xong rồi chúng tôi xóa này. Đó. Nhỏ lại này. Đấy. Chúng ta đang nói cái vùng này, nó còn cái mỗi cái Novosilovka này là cái chỗ mà sẽ tăng lại cái chỗ này. Thế là trên lên trên này thì chúng ta thấy là hồi sáng chúng ta đã phân tích rồi. Đấy. Tức là Nga sẽ đánh theo cái hướng hướng đi Pokrovskoye, hay là cái hướng là đi Konstantinovka. Hồi sáng thì tôi nói tôi lựa chọn đi theo cái hướng này, đấy, đi theo cái hướng này, chứ không đi theo hướng này. Đấy là tôi cách cách nghĩ của tôi thôi các bạn nha. Thì nếu đi theo hướng này thì Nga sẽ lấy là sau khi cha xuất ra rồi sẽ lấy cái khu vực như thế này. Thế thì khu vực này hiện nay đang làm gì? Thì Nga bây giờ sẽ lấy cái khu vực này. Chúng ta sẽ thấy bởi trên này thì chưa, trên này thì các cái này sẽ đánh ra Kurumovka rồi, Arovka, Krychivka, các khu vực này sẽ đánh ra sau. Nhưng mà bây giờ thì Nga đang làm việc cái chỗ khu vực New York này. Bây giờ chúng ta vào cái chỗ tròn nhỏ này các bạn nhé. Đấy, tròn nhỏ này nhá. Các bạn nhớ này, đây Chasovka này, Konstantinovka này, Pokrovskoye, Ocharestina. Bây giờ chúng ta vào khu vực New York là khu vực tròn tròn, nó có cái đường này, là nhớ cái đường. Đấy, thế bây giờ chúng ta vào đây. Hiện nay thì Nga đang ném bom rất nhiều tại khu vực này, New York này. À, cái màu. Rất nhiều, tôi dùng từ là rất nhiều là các bạn biết rồi, tức là Nga đang thực hiện cái vòng tròn này. Tiếp tục cái đường này, Nga cũng đang ném bom, kể cả luôn vào các cái khu vực của cái pháo đài thành trì. Như vậy là cái ô này, mà lúc nãy tôi vẽ tròn, đấy nó là chính chỗ này, thì hiện nay Nga đang làm việc. Cái chỗ này, còn cái đường này đánh chưa thì chưa, từ hôm trước chúng ta nói là hai cái đường này nó sẽ gặp nhau, cái đường này từ Nga lên lên thẳng trên này, đây Konstantinovka này. Và cái con đường này là con đường từ Pokrovskoye lên cũng đến vào nhập vào Konstantinovka. Thì đây nó Nga thì đang đánh theo cái hướng này, chúng ta thấy là Novoalexandrovka hôm trước thì chúng ta nói là đã vào tới cái gì đây, cái nhà đầu tiên, sau đó sẽ đánh lên đây và đánh lên đây, phải bắt đầu sẽ tiến theo cái đường này.
Thì các bạn nào mà theo dõi anh Dũng Vision thì các bạn sẽ thấy các con đường này rồi. Và con đường này tất nhiên là Nga sẽ cũng đánh lên này, đánh nhập vào đây để mà đánh đến Constantinople. Trong khi đó ông cha xuất ra xong ông phải phối hợp cho tôi cái. Còn đây thì cái chỗ này thì Nga sẽ mở rộng vùng này, giải phóng cái vùng này. Sau đó nó tiếp tục là đến cái vùng này. Thì chúng ta lại còn cái đường ở giữa đây thì chúng ta rõ ràng là Nga sẽ lấy luôn rất nhanh. Còn cái đường phía dưới lúc nãy ta vẽ là cái dưới này. Nó là như vậy đấy các bạn nha. Thế thì trong các cái này thì chúng ta sẽ thấy là cái này nó sẽ là số 1 này, đầu tiên là trước này. Cái vùng này là vùng có thể là số 2 này. Đấy. Vùng này có thể là số 3 này, vùng này là số 4 này, còn vùng Pakrov là có thể là số 5. Nếu mà chúng ta đi theo cái hướng như thế này. Các bạn nhớ rõ nha. Trên này Konstantinovka, dưới ngoài này là Pakrovsk, khu vực này là Ocherestine, khu vực này là New York. Đấy, hiện nay đang tập trung New York với lại cái đường bên bên này. Tức là đánh cái đường bên này. Khi mà nát cái chỗ này gọi là như một số những anh chị mà đã từng đi lính rồi đã biết rồi, tức là đánh cho nó mềm chỗ này là bắt đầu là bộ binh Arasso. Chúng ta lên cái chỗ Chasovka, Chasovka cũng có vẻ như là vẫn đang án binh bất động các bạn nhé, không biết là bắt đầu tối này có đánh hay không. Đấy. Còn ngày 7, ngày 8 là thôi, có đánh được hay không thì chúng ta chờ xem, vì không có thông tin nào. Mà chúng tôi chỉ thấy là một số UAV đang bay lại ở những vị trí rất lạ. Là tôi thấy là đây bay ở cái vị trí số số này là gọi là chúng ta là số 4, đấy, số 2 đấy, và số 3. Tôi không biết như vậy là thì cái một này có lẽ là ok rồi chăng. Đấy, thì tôi cũng không hiểu, tức là số 1 đây, số 2 đây, số 3 đây, số 4 đây và số 5 đây. Thì hiện nay chúng ta thấy là đang đánh ở cái, tức là UAV bay chứ không có pháo kích, không có đánh bom nữa. Mà chắc là đang trinh sát, đang tìm kiếm mục tiêu hoặc là đang gọi là gọi thâm nhập, thăm dò, do thám, đã gọi do thám là khu vực 2, 3 và 4. Vậy thôi, còn cái khu vực trên này thì cũng tương đối là hơi ác đấy các bạn. Stella Manica này thì cũng đang đánh ra, đấy, có lẽ để xuống dưới này. Đây chúng ta sẽ định vị là hai cái hướng. Đây nó gọi là đây nó có một cái đây, cái chỗ này Senkoka các bạn nhé, cái cầu này đánh sập rồi nha. Còn dưới này cái Barova thì còn nhá. Barova đây, cái cầu chỗ này đi qua Barova này. Đấy. Đây lên là Barova này. Đây thì còn. Cái chỗ này trung tâm hậu cần. Giờ chúng ta định vị lại này. À. Makivka này á. Thì chúng ta biết nó là ở trên cái chỗ Terni. Ổn rồi. Đấy. Đây là Kupian này. Đây là Barova này. Đây là Senkuka. Đây là hai cái chỗ này nó có cái cầu qua các bạn nhé. Tất cả cái chỗ tôi gạch đây là có cái cầu qua cái sông này rất to. Thế thì mấy ngày nay là Nga bắt đầu đánh đánh ra cái hướng Stavarka này. Tất nhiên sẽ đánh đánh qua đây là cắt rồi. Nhưng mà hồi xưa chúng ta phân tích nếu mà lấy cái cắt cái cầu, à, cắt gọi là cái phía đông của cái sông Osko này thì cái chỗ này là chỗ ngắn nhất. Cái chỗ này là chỗ ngắn nhất. À, nó có chừng này thôi. Chứ mấy anh chàng này còn xa lắm. À, rất xa. Anh chàng này cũng còn xa lắm. Thế thì cái chỗ này ngắn nhất thì Nga phải ưu tiên. Thì ngày hôm qua và ngày hôm kia thì Nga đã giải phóng hoàn toàn cái chỗ Kislovka và Koliarovka ở đây. Và chúng ta nói là Nga đang dí chạy ra cái chỗ này, nó cũng có cái Pishchan ở đây các bạn nhé. Còn Pishchan dưới này khác này. Pishchan đây là nó cách cái đường này, cái ngã tư cái chỗ này thì Nga hiện nay đang truy sát chỗ này. Và ngày hôm nay thì cái khu vực chỗ Novosilovka này Nga cũng đang đánh ra. Chỗ đây là nó gọi là Berestove, Nga cũng đang đánh xuống. Có vẻ như cái chỗ này đang rất là rộn ràng các bạn nhé. Các bạn nhớ này, Kislovka, Koliarovka, Tabaka, còn dưới này Berestove, còn đây là Novosilovka. Bây giờ chúng ta vào vùng này, có vẻ như cái chỗ này đang bắt đầu khởi sắc. Nếu mà Nga lấy được chỗ này, bắt đầu dồn xuống dưới này, thì chỗ Barova này đánh xuống Lima này rất là ok luôn. Thì bây giờ chúng ta vào cái vùng chỗ này. Tại nó nhỏ mà, đấy. Thì chúng ta thấy này, cái chỗ này thì Nga hiện nay là chỗ Novosilovka là chúng ta mới nói là đang đánh xuống dưới này. Trên này đang lấy ra, Nga phải lấy bằng được cái chỗ này. Khi mà lấy được chỗ này thì lúc đấy mới nói là Lazova này. Còn cái chỗ lúc nãy tôi nói Berestove là cái này đây, còn Bistra này thì không phải nhé. Chúng ta lên trên này, đây, chúng ta lên trên này. Xin lỗi. Đây là Bistra khác này, đây Bistra này. Hiện nay cái chỗ hai cái chỗ này thì Nga đang đánh ra. Đang đánh ra, là phải ra bằng được cái đường này. Và đang truy kích thì cái chỗ này có ngã tư hồi sáng chúng ta phân tích rồi. Hiện nay bên Ukraine người ta đang đứng ngay tại ngã tư chỗ này. Còn chỗ này lúc nãy chỗ Staromka này thì chỗ Novosikovka đây đánh xuống này, đánh xuống đây để tí là đánh ra Lazova đây. Đấy thì cũng đánh chỗ này.
Còn cái chỗ này cũng đang đánh ra đường đây, tối ngã tư đây. Thì cái chỗ này thì chúng ta biết là gần nhất là cái chỗ này. Thì Tabaika đây và Berestova nó có một cái công sự ở trên trên đường đi, thì cái chỗ này Nga sẽ phá thôi. Thì bây giờ chúng ta vào cái chỗ ngã tư ở chỗ này, cái chỗ này. Đấy, chúng ta thấy đây những ngã tư đây này. Đó. Ngã tư đây, Bishan. Thì hiện nay chỗ Ivanovka, có nhiều bạn cũng nói có mấy Ivanovka phải không, thì đúng rồi, có rất nhiều cái Ivanovka, giống như chúng ta có cái huyện Châu Thành ấy. Cái huyện Châu Thành này có rất nhiều nơi của huyện Châu Thành, thì Ivanovka hiện nay đang đánh ra chỗ Stepove của Novosika này. Còn đây mấy cái làng này mới xong, thì bây giờ ra đây thì chúng ta thấy đây nó có cái pháo đài đây, nhưng mà phá được cái pháo đài này rồi. Thì hiện nay là bên Ukraine nó đang chạy về đây, đây là ngã tư đây, và đang đứng chống lạnh ở đây, đang chờ nhau ở đây đây. Đấy. Thế thì các cái lực lượng của Nga là ngoài ra đánh xuống chỗ Tabaika, tức là Berestova dưới này, ngoài ra Nga cũng tiếp tục là đi đánh theo con đường này. Đây nó có con đường này các bạn, truy kích. Con đường này đã đánh ra rồi thì đang truy kích. Thì hiện nay là đang đứng ở đây, bên Ukraine hiện nay đang đứng đây, ngã tư đang đứng chống lạnh đây. Nếu mà trong trường hợp mà Nga mà đứng chống lạnh mà Nga bắt nó buông súng, thì lúc đấy nó sẽ chạy về cái pháo đài này, pháo đài này các bạn nha. Nga mà lấy được cái pháo đài này thì cả một cái vùng rộng lớn này nó sẽ là giải phóng. Thì chúng ta cũng phải chờ xem trong thời gian tới cái khu vực này chắc cũng nhanh thôi. Đấy, chúng ta cả một cái vùng rộng lớn này chúng ta thấy là gần như là không có một cái nhà dân nào hết, không có một thị trấn thị xã, không có một cái chữ cái nghĩa nào, có mỗi một cái pháo đài mang tên Pishchan. Thì hiện nay Nga đang tới đây rồi các bạn nha. Vậy thôi, còn sao nào, trên biên giới thì chúng ta biết là Iskander của Nga tiếp tục nã vào chỗ Serada, cũng tiêu diệt, thì ngày nào cũng 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 nghe nói thôi, đang chuẩn bị dọn đường đây, cái chỗ Belgorod bên này, cả các cốt thì đây, chỗ này chỗ Serada. Đây, Serada các bạn. Thì Nga đang đánh rất rất là rát ở bên này. Rồi hiện nay tại Kiev, không biết là bên Nga có nghe kênh Anh Dũng Vision không? Có nghe của các cái comment của các cái, gọi là khán thính giả của kênh của chúng ta hay không? Thì hôm nay tại Kiev người ta đã thành lập cái ủy ban kháng chiến các bạn nhá, cho những người yêu nước Ukraine cũng như yêu nước Nga, không muốn chiến tranh, chống lại chế độ Kiev hiện nay, thì người ta đã thành lập một cái lực lượng này rồi, và đang có những cái cách thức để mà gia nhập vào các lực lượng này. Điều đó cũng là rất rất là tốt, và cũng như ta nói lúc đầu, tức là hiện nay Zelensky và Mỹ thì lên án cái cuộc bầu cử của Nga, và cho là cái ông Putin là hiện nay là bất hợp pháp chứ không phải là chính phủ hợp pháp. Ngoài ra khu vực Belgorod thì chúng ta thấy là Nga đang làm một cái đường băng rất là lớn, mà có thể nói là hôm trước chúng ta đã nói rồi, thì sẽ chắc chắn sẽ dùng cho các cái chiến dịch sắp tới ở đây. Thì hôm trước là chúng ta nhìn nó ở đâu rồi, thì bây giờ không mất thời gian các bạn, lúc nào tôi tìm thì tôi sẽ nói các bạn sau. Thì nó ở Belgorod này thì rõ ràng nó bay tới sẽ gần hơn. Hiện nay thì các cái máy bay của Nga thì đã giấu rất kỹ rồi, chứ còn bây giờ cũng chả có để dại gì mà để mà có sờ sờ ra chỗ như là Enzo, chỗ Saratov, hoặc là chỗ Pskov ở cái chỗ mà gần Estonia đấy này, các thứ là nó mệt lắm. Đấy, thì hiện nay là Nga đang cất giữ đâu đó, nhưng mà đến khi mà cần sẽ bay tới Belgorod, và từ Belgorod là sẽ bắt đầu là đánh phá nếu gần nhất. Hiện nay là cái sân bay đây nó cũng đã sử dụng rồi. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và tôi rất là cảm ơn và hoan nghênh tất cả các comment của các bạn trong cái video sáng, khi mà tôi nói về cái sự trả đũa, tức là teo bugi đấy. Thì có thể nói cái số mà bình luận là kỷ lục với các bạn, gần 800 cái bình luận. Thì thường thường tôi xem của các kênh ấy, thì nó chỉ khoảng 200 bình luận, hoặc là mười mấy, hoặc là 100 thôi, nhưng mà riêng của kênh chúng ta thì luôn luôn duy trì ở mức 300 đến 400 cái bình luận cho một cái video. Tuy cái số người xem hoặc là cái số người mà đăng ký kênh thì có thể không bằng của các kênh khác, nhưng mà riêng cái số lượng bình luận của chúng ta là được, cũng được lời khen đấy các bạn nha. Mà riêng cái hồi sáng hồi trưa đấy thì được, tôi thấy là lúc là mà tôi rời khỏi đấy là khoảng 700 mấy rồi, chắc bây giờ được 800, mà chắc chắn tôi sẽ nói là sẽ vượt 800 cho đến 900 cái comment. Thì cái đấy có thể nói là gấp 4-5 lần so với các kênh khác đấy các bạn. Cái đấy đều rất là hoan nghênh, và các bạn chịu khó đọc các cái comment của nhau. Bởi vì có rất nhiều cái comment tôi nói là rất là xuất sắc, tôi không ngờ luôn, quá hay mà quá quá chuẩn, cho nên nó gọi là nó bù đắp cho mình những cái khiếm khuyết của mình, hoặc là những cái hiểu biết của mình không hết, thì có chỗ là tôi đọc được là tôi đã hiểu thêm được một số vấn đề. Thì tôi nghĩ các bạn cũng như tôi thôi, cũng phải nên đọc
để mà chúng ta, mà nếu hay thì các bạn cũng like cho các cái comment đó. Tôi nếu mà tôi rảnh tôi sẽ đưa một số cái comment tiêu chuẩn lên để cho các bạn đọc xem, để các bạn thấy là cái trình độ của các khán thính giả của kênh chúng ta là như thế nào. Đấy. Ngoài cái chuyện mà tâm huyết ra nhưng mà còn có cả trình độ là các bạn nhá. Và thực sự là coi như những người hướng về nước Nga, hướng về Việt Nam, hướng về lẽ phải, hướng về cái thế giới đa cực, hướng về hòa bình, thì chúng ta nên đọc và nên like. Và vậy thôi, cảm ơn các bạn, bye bye.